Kính thưa quý vị, nổ đạn pháo cối, 4 em nhỏ thiệt mạng. Truyền thông trong nước đưa tin một vụ tai nạn đạn pháo nghiêm trọng đã xảy ra hồi trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 12, làm 4 em nhỏ tử vong và 2 em khác bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hãng tin AP cho rằng đây là đạn pháo cối còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ tường thuật đây là quả pháo cối gây ra do một người dân địa phương có tên là Nguyễn Văn Lợt tìm được khi vét mương cách đây hơn chục năm. Ông đã nhặt quả pháo cối đó về bỏ trong lùm trúc trước nhà. Hôm ngày 2 tháng 12, nhà anh ruột ông Lợt ở sát bên làm đám giỗ cha nên một số em nhỏ ra bụi trúc chơi đùa. Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm rằng một trong hai em nhỏ được đưa đi cấp cứu tại Cần Thơ có một em 12 tuổi tên là Nguyễn Minh Trường. Theo lời em Trường kể lại, là khi đang chơi trong bụi trúc nhà ông Lợt, các em đã tìm thấy một đầu đạn, nên Hải Đăng là cháu ngoại ông Lợt đã lật đầu đạn lên và nó đã phát nổ. Hải Đăng cùng ba em nhỏ khác đã tử vong tại hiện trường. Em Trường cùng một em nhỏ 6 tuổi bị thương nặng. Ngoài ra còn có hai người lớn cũng đã bị thương trong vụ nổ này.